Dạ tất cả các bạn đến với kênh Thành Vlog TV, chuyên đưa về những cái đồng coin và tiền ảo tiềm năng để các bạn đào và kiếm miễn phí để đổi ra tiền nha các bạn. Thì hôm nay Thành sẽ hướng dẫn các bạn là kiếm 54 triệu coin từ cái ví MetaMask. Cái ví MetaMask này là cái ví cũng cũng có tiếng ở trên thế giới nha các bạn. Cái tiếng để trao đổi để mua coin rồi nha các bạn. Đây nè, để đổi ra Việt Nam đồng hoặc USDT được này nha các bạn. Đó. Thì cái ví MetaMask này rất là an toàn nha. Đó. Những ai mà chơi coin thì chắc chắn là sẽ có cái ví MetaMask này rồi. Đó. Còn những bạn nào mà chưa có cái ví này thì các bạn lên sát và lay tải về, rồi các bạn mới làm theo cái hướng dẫn mới nhận được nha các bạn. Đây nè, các bạn cứ bấm tải ví MetaMask đây nè, cái hình con dot này nha các bạn. Đó. Thì các bạn cứ tải về rồi mở ra thôi nha. Đó. Đây thì Thành đã làm và Thành đã nhận được. Thành giới thiệu lên được tổng cộng 80 triệu coin rồi nha các bạn. Về cái chỗ con mắt này nè, đây. Kết rồi đây. Đây nè. Đây nha các bạn, 70. Thành được 70 triệu 200 cái đồng coin này, token này nha các bạn. Đó thì Thành chỉ cần nó khi nó lên sàn á là chỉ cần làm 20 đồng thôi thì các bạn cũng đủ giàu rồi. 20 đồng mà giờ nhân cho 70 triệu đây thì các bạn nghĩ là chắc cũng phải được cả tỷ hơn rồi nha các bạn. Đó, không cần nhiều đâu. Thì cái đây địa chỉ ví của Thành, Thành sẽ dán cái đường link ở dưới phần mô tả hoặc là Thành sẽ đưa số điện thoại Zalo của Thành 056B919089, các bạn có thể kết bạn rồi Thành sẽ đưa thẳng cái này, cái địa chỉ để tải này nha, cái máy mời đó, cũng giống như Bi thôi. Thì những ai mà chưa tải ví MetaMask này nè thì các bạn tải tải về rồi cũng đăng nhập và ghi 12 cụm từ mật khẩu ra giấy cất cho thật an toàn nha các bạn. Đó, tại vì cái phần ví MetaMask này mình tải cũng cụm từ mật khẩu như Binance Vault vậy, nhưng mà nó không cho chúng ta xem chip để dán về điện thoại, mà chúng ta phải ghi ra giấy nha các bạn. Đã ghi ra giấy rồi cái chúng ta lát nữa là nhìn nó giống rồi chúng ta sẽ nhập lại là được. Đó. Thì Thành sẽ đưa cái video hướng dẫn để các bạn tạo tạo cái tài khoản và là nhận 50 triệu coin nha các bạn. Thưa cô chú anh chị, hôm nay em Hào sẽ quay cái video màn hình lại để cho hướng dẫn cô chú anh chị em mình cách làm airdrop miễn phí ở trên điện thoại cho cô chú anh chị. Thì mình sẽ kết nối ví MetaMask nè, Bitcoin rồi nè, Supple, vân vân. Nhưng mà hiện tại thì những cái đó là sử dụng trên máy tính, còn nếu mà cô chú anh chị em mình sử dụng trên điện thoại thì mình sử dụng MetaMask nha. Khoảng 1-2 ngày tới trong nhóm anh chị em có thông báo là mình 1-2 ngày tới nữa thì mình mới sử dụng được trên Bitkep nha cô chú anh chị. Rồi, như vậy thì đầu tiên em Hào sẽ vào Zalo nè, để em lấy cái đường link lúc nãy mà em đăng ký nè. Em sẽ sao chép link nè cô chú anh chị em mình, thấy không ạ? Đó, rồi sao chép link mình trở ra nè, mình vào ví MetaMask nè. Đó, cô chú anh chị em mình vào ví MetaMask. Rồi, thì ở đây á, là mình chọn mạng Binance Smart Chain này cô chú anh chị. Ở chỗ này nó có nè, cô chú anh chị em mình thấy không ạ? Đó, mình gõ vào thì Binance Smart Chain nè, nó hiện ra. Và mình sẽ vào cái chỗ một đi app nè, cái chỗ trình duyệt nè cô chú anh chị. Mình gõ vào đây. Đó. Rồi, cô chú anh chị em mình sẽ vào cái chỗ này nè. Lúc nãy em có liên kết cho nên thể hiện chữ lên đó cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị em mình chưa liên kết thì nó không thể hiện chữ này đâu. Mình lấy cái tay mình gõ vào cái khoảng không này nè. Đó, rồi mình sẽ sao chép cái đường link hồi nãy cô chú anh chị mình dán vào đây, thấy không ạ? Mình bấm chữ đi nè. Đó, thì đây là giao diện của sàn OpenWork NFT cô chú anh chị, giao diện rất là đẹp luôn. Để tí xíu em Hà sẽ lướt một vòng cho cô chú anh chị em mình xem. Đây, cô chú anh chị em mình thấy chữ Connect Wallet không ạ? Rồi mình bấm vào chữ Connect đây nè, cô chú anh chị em mình thấy không, nó thể hiện lên cái mạng luôn, Binance luôn, và ví MetaMask là Bitkep là Supple nè, nhưng mà mình chọn MetaMask cho cô chú anh chị. Đây, chọn ví MetaMask đó. Rồi, mình đã kết nối ví thành công cô chú anh chị em mình thấy không ạ? Socket. Rồi, thì nó sẽ thể hiện cái địa chỉ ví đây nè. Cô chú anh chị em mình lướt lên. Đó, mình vừa lướt lên thì nó sẽ để chữ Airdrop cô chú anh chị em mình thấy rất là rõ đúng không ạ? Thì mình gõ vào cái chữ Airdrop cô chú anh chị, giao diện cực kỳ đẹp cô chú anh chị em mình thấy không ạ? Sàn giao diện rất là đẹp luôn cô chú anh chị, rất là đẳng cấp. Đây nè. Bấm vào chữ Airdrop. Đây, thì nó kêu mình làm nhiệm vụ cô chú anh chị. Đây là một là Twitter, hai là Telegram. Thì đầu tiên mình sẽ tích vào Twitter của chú anh chị, tích vào cái xanh này nè để mình follow nó, mình theo dõi. Đây, mình bấm vào chữ theo dõi của chú anh chị,
bấm vào chữ theo dõi, đúng không ạ? Tất cả các Twitter luôn đi, để cho nó có gì nó thông báo cho mình, đúng không ạ? Rồi, cô chú anh chị em mình đã ra và bấm vào ví MetaMask lại. Rồi, rất là đơn giản cô chú anh chị, nó không có gì khó hết. Rồi khi mình follow Twitter xong á thì mình bắt đầu mình follow Telegram, mình nhấp vào chữ Telegram thôi. Thì mình bấm vào chữ join vào Telegram thôi cô chú anh chị. Mình bấm vào mình join vào vào Telegram. Đây cô chú anh chị, mình join vào chỗ này nè. Chỗ join vào channel Open Work của chú anh chị NFT nè. Cái này em Hào đã join vào rồi để xin đường link nữa cô chú anh chị. Cho nên nó hiện ra luôn, thì chỗ này nó sẽ có cái chỗ join vào nè, mình bấm vào mục join vào, không biết là em Hào join vào rồi, không biết là cái Twitter của em đã join vào rồi, không biết nó có cho làm nhiệm vụ nữa hay là không nữa. Nếu mà nó thể hiện lên cái mục thứ ba, cái mục đây rồi của chú anh chị, nó cho luôn nha cô chú anh chị. Em join vào nhưng mà em chưa có đăng ký. Đây đây đây, ở mục này là Gmail của chú anh chị, mình thấy chữ email mà. Thì cô chú anh chị em mình điền cái Gmail vào, em Hào sẽ điền cái Google. Trong cái video hướng dẫn đó thì nó không có cái phần cái này nha các bạn, phần ký tin nhắn nè. Thì khi các bạn tạo ví MetaMask thì nó có cái phần ký tin nhắn này nha các bạn, nên các bạn hãy nhớ là ký nha, đó thì mới được nha. Lúc các bạn làm trong tạo cái ví MetaMask thì nó chỉ hướng dẫn cho các bạn cứ làm như vậy nha các bạn, là ok được đó. Thì muốn nhận 50 triệu coin này thì các bạn phải follow trang Twitter về, tải Ethereum về trang Twitter nha các bạn. Thì Thành có nghĩ có liên quan tới ông Olimus nha các bạn, bởi vì trang Twitter là của ông Olimus nha đó. Cho nên cái đồng này nó cũng có thể là tiềm năng, thì các bạn cứ unlock thí đi. Thì may đâu có nhiều người á, làm cái này không thôi nhưng mà lại kiếm được tiền tỷ đó nha các bạn. Đó, nó không có còn nhiều đâu. Nếu mà nó lên thật sự giá trị như cái đồng CB thôi, 200 đồng, 20 đồng gì đó thôi, thì các bạn cũng đủ thành tỷ phú rồi nha các bạn. Đó, các bạn thấy chia sẻ của Thành hay cho Thành một like, một đăng ký kênh nha.